kênh với app audio đây 2.5i. Đây là một cái khúc đánh giá là sẽ bán tất cả những nguồn tác hôm nay nha các bạn. Thì khi mà chúng ta cua thùng ga, người ta sẽ có một cái tài liệu của công ty, đồng thời là có một cái chứng nhận xuất xứ là COCQ. Rồi đây là giao diện mặt trước của sản phẩm BF Audio T2.5i, cục đẩy công suất. Thì khi mà các bạn nhìn vào chúng ta sẽ thấy được là hàng chính hãng. Nó có cái thiết kế rất là tinh xảo nha các bạn. Từ những cái đường vân của sản phẩm nè, những con ốc nè. Đó, các bạn thấy là nó rất là khác nhau, rất là liền mạch luôn. Dọc bên bên trong của cái tay nắm bên trái là cái công tắc nguồn. Cái trước này mình thấy là nó có tản nhiệt nha các bạn. Thì bên trong cái khay tản nhiệt này là nó có cái mút luôn. Thì nó sẽ giúp bảo vệ cái bụi bẩn nó không có bay vào trong và làm hư cái thiết bị. Đó, thì công tắc này là công tắc xoay. Thì lúc mà chúng ta mở nguồn lên nó sẽ có đèn, nó sẽ có đèn. Thì các bạn có thể là nhìn theo cái đèn này mà mình biết là cái công suất nó đã đạt tới cái ngưỡng chưa. Đó, nếu mà nó nhảy tới cái clip màu đỏ đó là chúng ta mà công suất quá lớn rồi, lúc đó mình phải dặn nhỏ lại. Thì mỗi cái volume kênh A kênh B nó phân biệt riêng ra, chúng ta có thể là tăng giảm nghe âm lượng của từng kênh một. Đó. Rồi công suất của cái cục đẩy BF Audio T2.5i này là 500W một kênh. Còn đây là mặt sau của sản phẩm các bạn. Hiện tại chúng ta mình có từ bên trái, chúng ta có từ bên trái qua đó là cái kênh A. Đó, thì hiện tại là từ cái mixer. Chúng ta có một con mang số mixer thì chúng ta sẽ kết nối xuống từ mixer xuống vào đây. Đây là cái kênh A. Đó, và từ cái kênh B mixer chúng ta sẽ kết nối xuống đây là kênh B. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đường link. Đó. Nếu như mà các bạn dùng cái đường link này á thì chúng ta sẽ có thể kết nối xuất từ cái kênh A qua kênh B luôn. Đó, mà mình chỉ dùng một ngõ out của mixer thôi. Thì trường hợp đó chúng ta có thể dùng là hai cục đẩy trong một cấu hình. Thì cái men còn lại á thì chúng ta sẽ dùng tương tự cho cái kênh B của cái mixer đó. Còn cái phần bên đây á là cái phần công suất ga loa. Hiện tại thiết bị trang bị hai ngõ vào luôn. Rồi về cái ngõ ra của thiết bị đó thì chúng ta có trang bị được hai ngõ. Một đó là chúng ta dùng kết nối bằng canon, hai thì chúng ta có thể dùng bằng bắp chuối. Kênh A hay chiều dọc, kênh B hay chiều dọc. Bên phải thì chúng ta sẽ có một cái dây nguồn. Dây nguồn được làm rất là chắc chắn nha các bạn. Dây nguồn làm rất là dày thì mới tải được nhiệt của thiết bị này.